Xin kính chào quý vị nhà đầu tư. Trở lại với cái chuỗi đọc vị cổ phiếu thì hôm nay đến phần 7 cổ phiếu OCB, ngân hàng có quy mô nhỏ nhưng hoạt động tương đối hiệu quả. Thì nội dung trao đổi hôm nay của tôi gồm có 4 phần như sau. Đầu tiên là cũng tổng quan về ngân hàng OCB, thứ hai là lợi thế cạnh tranh OCB có gì không, cũng như là cái điểm yếu của nó. Thứ ba là sức khỏe tài chính và hiệu quả sinh lời của OCB trong các cái năm vừa qua. Và thứ tư là chúng ta cập nhật kết quả kinh doanh quý 1. Còn quý 2 thì về cơ bản OCB chắc khoảng độ ở cuối tháng 7 này nó mới ra. Thì lúc đó thì AZFIN có thể cập nhật sau ạ. Thì tổng quan về OCB thì ngân hàng này được thành lập năm 1996 và trở thành ngân hàng cổ phần từ năm 2010. Năm 2020 thì OCB chào đón cái cổ đông chiến lược là cái ngân hàng Aojora Nhật Bản và trở thành cổ đông chiến lược, đúng không? Đánh dấu một cái mốc mới trong cái hành trình tăng trưởng và phát triển. Thì OCB cũng nằm trong top các cái ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam xét trên ba tiêu chí là tốc độ tăng trưởng, tỷ lệ an toàn vốn và hiệu quả. Thì đây là ngân hàng thuộc nhóm tăng trưởng tài sản sinh lời khá cao ở Việt Nam với cái sinh lời bình quân hàng năm khoảng 25% một năm. Là một trong ba ngân hàng tiên phong trong việc áp dụng tiêu chuẩn Basel 2 trên cái thị trường và cũng là nằm top trong các ngân hàng có chỉ số hiệu quả ROAE, tức là lợi suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu bình quân, và ROA, tức là tỷ suất sinh lời trên tài sản bình quân rất cao. Đó, OCB cũng là một trong ngân hàng tiên phong giới thiệu về cái nền tảng ngân hàng hợp kênh OCB Omni, tiên phong trong cái triển khai Open Banking tại Việt Nam. Thì về cơ cấu cổ đông thì cơ cấu cổ đông thì cái ngân hàng ở Nhật Bản thì chiếm khoảng 15%, rồi gia đình nhà ông Trịnh Văn Tuấn thì đâu đó chiếm khoảng độ gần 20%, còn lại là các cái cổ đông khác. Về cơ cấu thu nhập hoạt động thì OCB chủ yếu vẫn dựa vào tín dụng chiếm 66,63%, rồi là các cái hoạt động khác thì chiếm ít hơn. Thì đây là ngân hàng vẫn cơ bản là vẫn khá là truyền thống khi dựa vào dịch vụ là chủ yếu. Bên cạnh đó thì cái mảng chứng khoán kinh doanh, chứng khoán đầu tư là đóng góp cũng rất lớn, 20,8%. Thực ra bản chất của nó cũng chính là cái tín dụng đấy, nhưng mà tín dụng ở đây là thông qua trái phiếu. Như vậy về cái phần tín dụng tổng lại là lên đến khoảng độ 87,5% tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng này, đúng không ạ? Chính vì thế khi đánh giá phân tích cái ngân hàng OCB thì chúng ta phải tập trung rất mạnh vào cái tín dụng của nó, bao gồm cho vay ra và trái phiếu đầu tư nữa. Đó, thì ngân hàng này là một trong ngân hàng rất tập trung vào cái lĩnh vực bán lẻ, phân khúc doanh nghiệp vừa và nhỏ, và địa bàn hoạt động của ngân hàng này chủ yếu là ở thành phố Hồ Chí Minh chiếm phần lớn. Tiếp theo về những cái lợi thế cạnh tranh của OCB, về cơ bản là OCB lợi thế cạnh tranh về sự khác biệt đối với các ngân hàng khác thì nó cũng không phải là quá là mạnh, nó ở mức gọi là khá. Thì hệ sinh thái khách hàng cùng với đối tác thì của OCB cũng khá là đa dạng, đúng không ạ? Thì những cái này về cơ bản là họ cũng đã nhỏ nhưng mà họ cũng đã có một cái sự kết hợp ứng dụng công nghệ vân vân, và cái hệ sinh thái khách hàng của họ tương đối tốt. Cái cổ đông chiến lược Aojora của Nhật thì nắm 15%, là một trong ngân hàng cũng khá hiệu quả ở Nhật Bản. Thì quy mô nó 50 tỷ đô thì nói chung là nó cũng là một ngân hàng nho nhỏ xinh xinh ở Nhật thôi. Tuy vậy thì về cơ bản cái ngân hàng này ở Nhật thì họ hoạt động rất là chặt chẽ, hiệu quả, thì họ sẽ góp phần giúp cho cái OCB này cũng hoạt động hiệu quả hơn với việc là tham gia vào hoạt động quản trị và điều hành, đó, hỗ trợ kinh doanh rồi hỗ trợ các hoạt động bán lẻ, quản trị rủi ro, nâng cao công nghệ cũng như là ngân hàng số. Tiếp theo về những cái lợi thế cạnh tranh tiếp theo là cái tốc độ tăng trưởng tín dụng của OCB là khá là cao nhờ tập trung vào khách hàng bán lẻ và SME, thì cái rủi ro của nó cũng thấp hơn mà đạt được cái biên lợi nhuận nó cũng tốt hơn. Thì lợi thế quy mô nhỏ dễ dàng hơn trong việc mở rộng tăng trưởng tín dụng. Tiềm năng tăng trưởng của OCB là khá mạnh khi tập trung vào cái nhóm SME và bán lẻ. Thì Việt Nam là một nước đang phát triển với số lượng các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm tới 97%, đóng góp 45% vào GDP cả nước. Nhưng phần lớn như các SME này đều gặp khó khăn trong cái việc tiếp cận tín dụng chính thức.
tín dụng chính thức. Chính vì thế nếu mà giải quyết được cái bài toán này thì về cơ bản là cũng mang lại cái hiệu quả rất là cao cho ngân hàng này. Cái quy mô nhóm SNB thì lại có tốc độ tăng trưởng cao và tỷ trọng đóng góp trong dư nợ ngành ngân hàng thì ngày càng tăng. Thì trước đây là những cái hộ kinh doanh nhỏ hay là những cái công ty nhỏ về cơ bản họ rất khó tiếp cận tín dụng, và họ thường kinh doanh với vốn tự có của mình mà thôi, hoặc là vay những người bạn xung quanh, bạn bè, gia đình, người thân vân vân. Nhưng mà giờ đây khi mà các ngân hàng họ hướng nhiều hơn về cái đối tượng này thì những đối tượng này hoàn toàn có thể sử dụng tín dụng của các ngân hàng tạo lên cái sự tăng trưởng rất là tốt, thay vì như trước kia là chỉ là huy động vốn từ những người xung quanh, người thân. Mặc dù thì đang tích cực đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng, song vẫn định hướng là một ngân hàng có khẩu vị rủi ro thấp với hệ số quản trị rủi ro khá chất lượng và mức an toàn vốn K của OCB lên đến 13%, tức là top 3 ngân hàng có cái hệ số cao nhất hệ thống đấy, cao nhất hệ thống. Thì ở trên đây là cái biểu đồ về tăng trưởng tín dụng của OCB. Chúng ta có thể thấy là một cái mức tăng trưởng rất cao qua các năm, đúng không ạ? Trung bình đâu đó khoảng sấp xỉ 25%. Như năm 2017 thì hơn 25%, 2018 thì khoảng 17%, 2019 ấy vươn lên khoảng 26,5, 27%, 2020 thì khoảng hơn 25%, và quý 1 2021 cũng tăng trưởng khá tốt. Và năm nay dự kiến thì ngân hàng này tăng trưởng tín dụng có thể tối thiểu cũng khoảng độ 15%. Về cơ cấu dư nợ cho vay năm 2020, chúng ta có thể thấy SME chiếm 41%, bán lẻ là 33% và khác là 26%. Đó, chủ yếu tập trung vào cái đối tượng bán lẻ và các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tiếp theo về cái nền tảng công nghệ của OCB, về cơ bản họ áp dụng cũng khá mạnh, không thua kém nhiều so với một số các cái ngân hàng dẫn đầu đó. Họ áp dụng rất tốt đấy. Họ có những cái sản phẩm chiến lược như là OCB Omni for Corporate vân vân. Thì cái chương trình này dành cho khách hàng thân thiết hoàn toàn là online, đúng không ạ? Rồi rất nhiều các cái áp dụng công nghệ vào trong cái hoạt động sản xuất, hoạt động kinh doanh của mình. Thì ngân hàng này định hướng là một cái ngân hàng trẻ trung năng động, phù hợp với chiến lược tập trung vào các cái khách hàng bán lẻ và SME. Bởi vì những cái khách hàng bán buôn thực sự mà để chân chân vào nó cũng rất là khó khăn, đúng không ạ? Trong khi cái biên lợi nhuận thì cũng như là cái rủi ro thì nó tương đối tập trung. Chính vì thế cho nên là OCB chọn cái phân khúc này là một cái phân khúc rất là vừa tầm và phù hợp với năng lực của ngân hàng cũng như là những cái vị thế của ngân hàng mà có. Thì đây là cái minh họa về cái OCB Omni, tức là đa kênh đấy, đa kênh. Đó. Họ áp dụng vào rất là tốt. Tiếp theo về cái đánh giá về cái hiệu quả kinh doanh của nhóm ngân hàng cũng như là cái điểm yếu của OCB. Tỷ lệ nợ xấu của OCB thì về cơ bản so với các ngân hàng khác thì cũng tương đối cao hơn. Đây là đánh giá quý 1 năm 2021 nhé. Nó là 1,69% so với các cái ngân hàng khác. Thì ở đây chỉ thấp hơn so với VP Bank và VietinBank mà thôi. Thì VP Bank rất cao là bởi vì nó có FE Credit. Thì đây là hoạt động thường có cái tỷ lệ nợ xấu rất là cao. Tiếp theo về tỷ lệ nợ dự phòng nợ xấu của OCB thì lại tương đối thấp. Tương đối thấp, nguyên nhân vì sao tương đối thấp? Thì về cơ bản là do đặc thù của các cái khoản vay của OCB chủ yếu là những cái khoản vay liên quan SME và khách hàng nhỏ, thì thành ra là về cái tài sản đảm bảo của nó về cơ bản cũng tương đối tốt. Chính vì thế cho nên cái tỷ lệ trích lập dự phòng chung là nó hơi thấp. Bên cạnh đó là do OCB có tỷ lệ nợ xấu cao, thì thành ra về cơ bản nó cũng kéo cái tỷ lệ dự phòng thấp lại. Còn những cái ngân hàng nào mà nợ xấu rất thấp chẳng hạn thì tỷ lệ dự phòng thường rất cao, bởi vì tỷ lệ dự phòng này nó có một phần lớn đến từ dự phòng chung. Nếu mà các cái ngân hàng mà có nợ xấu rất thấp ấy, thì dự phòng chung nó rất lớn. Thế do đó là nó trên cái tỷ lệ nợ xấu thì nó lại trở thành là một cái tỷ lệ cao. Tiếp theo là tỷ lệ chi phí trên thu nhập thì của OCB được quản trị khá là tốt, chỉ là 28,44% thôi, so với các cái ngân hàng khác thì đều trên 30%, có những ngân hàng lên đến 40%. Nó cho thấy là việc quản trị chi phí của ngân hàng này rất tốt. Về CASA thì đây lại là một điểm yếu của ngân hàng này, thì CASA của họ khá thấp, bởi vì về cơ bản cái mạng lưới của họ cũng không phải là quá mạnh mẽ, cộng thêm là cái việc ứng dụng công nghệ của họ tương đối tốt thôi, nhưng mà về cái việc mà phổ biến, về việc là nhận diện thương hiệu vân vân của OCB thì nó không được quá mạnh mẽ, do đây là một ngân hàng vẫn khá nhỏ. Về cơ bản họ vẫn hoạt động chủ yếu là trong Hồ Chí Minh.
tỷ lệ thu nhập ngoài lãi thì khoảng 33%, cũng là một mức tương đối cao so với các ngân hàng khác. Đó, thì lợi nhuận trước thuế trên mỗi nhân viên chúng tôi tính ra khoảng hơn 700 triệu, thì đây cũng là một mức là khá tốt, thậm chí nó còn cao hơn cả Vietinbank, VPBank và VIB các bạn. ROAE của nó thì khá cao, 24,42%, thì đứng trong top 3, 2, 3, 3 ngân hàng dẫn đầu, 3 ngân hàng dẫn đầu về cái hiệu quả sinh lời. Về cái điểm yếu như đã nói ở phía trên, đó là tỷ lệ dự phòng tương đối thấp, đúng không ạ? Trong khi tỷ lệ nợ xấu của nó cũng là hơi cao, CASA thì khiêm tốn như tôi vừa nói, đúng không ạ? Và giá vốn huy động nó cũng thuộc cao ở trong ngành, bởi vì do cái CASA thấp khiến cho giá vốn huy động của nó cao hơn so với các cái doanh nghiệp khác khá nhiều, đúng không ạ? Rồi điểm sáng ở của OCB này như đã trao đổi, đó là cái hiệu quả kinh doanh của họ rất cao, đó là ROAE của họ rất cao, lên đến khoảng 24,42%. Tiếp theo là về cái hiệu quả hoạt động, thì đây là cái đầu tiên là cái sơ đồ về tăng trưởng lợi nhuận trước thuế của OCB rất là cao, trung bình 75,3% trên một năm từ năm 2015 đến nay, tức là từ cái vùng gọi là vùng đáy của cái cuộc khủng hoảng đáy kép năm 2011-13, nó đã kéo dài, thì từ 2015 đổ đi là cái tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của OCB rất cao, lên đến hơn 75,3% một năm. Và dự kiến trong năm 2021 này thì chúng tôi cho rằng là lợi nhuận của OCB cũng có thể tiếp tục tăng trưởng 20%, bất chấp cái việc là ngân hàng nhà nước gần đây mới có yêu cầu các ngân hàng giảm lãi cho các cái đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid, đúng không ạ? Đây là ROA và ROE đây ạ, của OCB rất cao. ROA tức là tỷ lệ sinh lợi nhuận trên tổng tài sản bình quân của OCB cũng thuộc dạng rất cao, lên đến năm 2020 lên đến 2,61%. ROAE của nó thì cũng rất cao, từ năm 2018 đến nay đều trên 23%. Tiếp theo là về cái tỷ lệ chi phí hoạt động, thì nó đang ngày càng tiết giảm rất là thấp, rất tốt. Nguyên nhân chủ yếu là do hiệu quả tăng lên, thế là tự nhiên cái tỷ lệ chi phí tuyệt đối nó vẫn tăng, nhưng mà tăng thấp hơn so với lợi nhuận, so với kết quả kinh doanh, thế thành ra làm cái tỷ lệ chi phí nó giảm xuống rất là tốt, đúng không ạ? Thì đây là một cái ngân hàng nhỏ nhưng mà nó hiệu quả như chúng ta thấy đấy. Về mảng tín dụng thì từ năm 2017 đến 2020 thì tốc độ tăng trưởng bình quân 27,5% một năm, rất là cao. Tuy vậy cái thu nhập lãi thuần quý 1 2021 thì có giảm một chút, 15,7% so với cùng kỳ. Có tăng đấy, có tăng 17,5% so với cùng kỳ. Đó. Rồi NIM có xu hướng thì giảm một chút. Thì do là nguyên nhân là cái ngân hàng này về cơ bản gần đây thì họ cũng không tăng được cái tỷ lệ CASA của mình. Thế thành ra giá vốn nó hơi cao một chút, thế thành ra tỷ lệ NIM của họ thì có bị suy giảm trong những năm gần đây, nhưng mà suy giảm cũng không phải quá lớn, cao lượng quá lớn thì đó. Và tiếp theo là tuy là NIM có thể được cải thiện như do cái tỷ lệ tín dụng trên cái tổng vốn huy động của OCB đang là rất thấp, thế thành ra họ hoàn toàn có thể gia tăng được cái việc cho vay trong tương lai, hay là cái hệ số K của họ bây giờ đang rất cao, tức là cùng thì quy mô vốn chủ sở hữu giống như Tiên Phong Bank, nhưng mà cái quy mô tín dụng của OCB nó thấp hơn những khoảng độ hơn 20% cơ, thế thành ra nó vẫn còn cái dư địa để nó có thể đẩy NIM cao hơn bằng cách là tăng cường tín dụng hơn nữa, tăng cường cái đòn bẩy hơn nữa, thì khi đó cái NIM của OCB về cơ bản là có thể gia tăng và cái lợi nhuận vẫn còn có thể nhiều dư địa bật tăng tốt. Về thu nhập ngoài lãi thì tăng trưởng thu nhập ngoài lãi của OCB cũng rất cao, tăng tới 99% một năm từ năm 2015 đến 2020, tới 99% một năm, rất cao, rất cao. Thì thu nhập ngoài lãi thì chứng kiến cái tăng trưởng ấn tượng giai đoạn này, đúng không ạ? Rồi tăng trưởng thu nhập từ trong đó thì cái thu nhập rất quan trọng đó là từ ban ca, tức là bán bảo hiểm nhân thọ, bán bảo hiểm cho các cái công ty bảo hiểm đó, kết hợp với ngân hàng bán. Thì chúng ta thấy ở đây là tăng trưởng thu nhập từ bán bảo hiểm của OCB rất cao. Nếu so với cái quy mô tín dụng của mình thì thực sự phải nói là mức 617 tỷ năm 2020 là một mức rất ấn tượng. Thậm chí tỷ lệ này nó còn thuộc dạng cao top 3 ở trong cái hệ thống ngân hàng cơ ạ. Đúng không ạ? Thì đối tác bảo hiểm của OCB là General Re, đúng không ạ? Rally từ năm 2019.
Thì OCB và công ty này đã ký cái thỏa thuận độc quyền phân phối bảo hiểm qua kênh ngân hàng thời hạn 15 năm, đúng không ạ? Thì đây là một cái kênh vẫn tiếp tục sẽ là mang lại thu nhập ngoài lãi rất tốt cho OCB trong cái thời gian tới, khi mà cái tỷ lệ mua bảo hiểm của người dân Việt Nam còn rất thấp. Tiếp theo về cập nhật kết quả kinh doanh quý 1 2021 thì tổng tài sản thì tăng 34,7% so với cùng kỳ năm trước. Thì huy động thị trường 1 đạt 112.299 tỷ, tăng 24,6% so với cùng kỳ. Dư nợ cho vay thì là đạt 94.839 tỷ đồng, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó riêng cái khoản vay khách hàng đạt 93.400 tỷ thì tăng 20,1% so với cùng kỳ, tức là một mức tăng trưởng tương đối cao so với hệ thống ngân hàng nói chung. Thì quý 1 2021 thì OCB ghi nhận tổng thu thuần là 2.000 tỷ, tăng 3,3% so với cùng kỳ. Trong đó thu thuần từ lãi là đạt 1.366 tỷ đồng, tăng 15,7%. Thu ngoài lãi và dịch vụ có dấu hiệu thì nó giảm nhẹ do cái tác động của cái Covid. Đó, tỷ lệ thu nhập ngoài lãi trên tổng thu nhập thuần của OCB quý 1 thì cũng giảm một chút. Tuy nhiên thì OCB vẫn đạt được cái mức lợi nhuận khả quan trong quý 1 năm 2021, với cái lợi nhuận ngân hàng thu về là 1.275 tỷ đồng, thì tăng 15% so với cùng kỳ. Thì đáng chú ý thì NIM biên lãi dòng của OCB thì tăng mạnh trong quý 1 này lên tới 4,19% so với cùng kỳ ở mức 3,86%. Nguyên nhân phần lớn đến từ cái chi phí huy động giảm do lãi suất ở trên thị trường giảm, ở Việt Nam giảm, thế thành ra cái chi phí huy động của họ cũng giảm, làm cho NIM tăng. Tỷ lệ chi phí hoạt động trên tổng thu nhập của OCB thì tăng nhẹ lên 29%. Thì đây vẫn là một cái mức thuộc dạng top thấp nhất trong các cái ngân hàng ở Việt Nam. Như vậy họ quản trị chi phí rất tốt về khâu quản trị chi phí. Như vậy là so với kế hoạch đề ra thì OCB cũng đã thực hiện được 25%. Thì chúng tôi tin rằng tuy với cái việc khó khăn ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như là cả nước trong cái đợt Covid lần 4 này thì có thể ảnh hưởng một phần đến cái hiệu quả kinh doanh, cái thu nhập của OCB, nhưng cái việc đạt cái kế hoạch 5.500 tỷ lợi nhuận trước thuế của ngân hàng là có cơ sở trong tầm tay, có thể đạt được. Và cái việc này thì về cơ bản đối với ngành ngân hàng, thực sự họ điều chỉnh lợi nhuận vài trăm tỷ thì nó cũng không quá khó. Tuy nhiên về cái cơ sở nền tảng kinh doanh thì chúng tôi tin rằng là OCB cũng đạt được, chứ không nhất thiết là phải dùng quá nhiều các cái thủ thuật để có thể đạt được cái điều đó. Tổng kết lại về OCB thì cái ngân hàng này chúng tôi đánh giá là một cái ngân hàng quy mô nhỏ nhưng hoạt động tương đối hiệu quả trong cái nhóm ngân hàng cùng quy mô, và tập trung vào cái chiến lược riêng của họ, đó là tập trung rất mạnh mẽ vào cái nhóm SME và khách hàng cá nhân để vận hành cái nhóm đó hiệu quả. Thì trong nhóm đó hiện nay có VIB này, ngân hàng hiệu quả nhất trong nhóm đó, thì OCB với Tiên Phong Bank cũng là ngân hàng rất hiệu quả ở trong cái mảng này. Và với giá ngày 14 tháng 7 hiện nay đang giao dịch khoảng 26 đến 26.5, thì P forward cho 2021 chúng tôi tính toán khoảng 6.5 lần thôi, 6.5, 6.6 lần, và PB khoảng 1.32 lần. Thì như vậy với cái mức định giá như này thì chúng tôi cho rằng là OCB cũng rất hấp dẫn, lựa chọn để tích sản lâu dài là khá phù hợp. Còn để mà chọn những cái ngân hàng mà giải ngân lớn với cái quy mô lớn và tầm nhìn xa thì chúng tôi cho rằng là có thể lựa chọn những cái ngân hàng tư nhân hàng đầu khác thay thế cho OCB được. Còn với một cái ngân hàng mà để tích sản hay là đầu tư một cách bền vững với cái tiêu chí giá rẻ thì OCB rất phù hợp. Thì trên đây là những cái trao đổi của tôi về cái đọc vị cổ phiếu OCB. Và sau đây là chúng ta sẽ đến cái phần mà chúng ta cùng trao đổi giao lưu với nhau về thị trường chứng khoán để hỗ trợ quý vị và các bạn trong lúc nước sôi lửa bỏng này. Thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng trao đổi một lúc ạ. Thì đây ạ, thị trường đấy ạ, đúng không ạ? Đây là đã bước vào cái phiên ATC rồi, đúng không ạ? Chỉ số hiện nay là đang dự khớp giảm khoảng 27 điểm, đúng không ạ? Đó là một mức giảm điểm tương đối cao, nó khoảng xấp xỉ gần 2%, đúng không ạ? Gần 2%. Và ở cái VN30 thì giảm mạnh hơn so với cái thị trường chung, đúng không ạ? Đấy, VN30 đây,
Thì ở VN30 thì cũng có một số cái cổ phiếu xanh tăng khá mạnh, ví dụ như Masan này 3,2% VRE này, Khang Điền, Vic, Vinamilk, Bit, Phát Đạt, Vinhome thì đi ngang. Còn lại các cái cổ phiếu giảm mạnh nhất về cơ bản là do là ngành ngân hàng. Thì nguyên nhân chủ yếu là do hôm kia thì ngân hàng nhà nước phát đi cái thông báo, họ tập hợp lại các cái ngân hàng lên và yêu cầu phải giảm lãi khoảng 1% cho các khoản vay cũ để hỗ trợ cho người dân, cho khách hàng về cái việc ảnh hưởng bởi Covid, đặc biệt là những cái đối tượng doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh. Thì những cái ngân hàng nào mà cho vay sản xuất kinh doanh nhiều thì về cơ bản là họ cũng sẽ bị ảnh hưởng khá ở đây. Bên cạnh đó thì những ngân hàng nhà nước thì do là họ trực tiếp dưới sự điều hành quản lý của ngân hàng nhà nước thì họ có thể bị ảnh hưởng nhiều hơn một chút. Còn những cái ngân hàng nào mà cho vay bất động sản nhiều, cho vay bất động sản, cho vay mua ô tô, cho vay tiêu dùng thì về cơ bản có thể họ không ảnh hưởng quá nhiều từ cái việc giảm lãi này. Đó, thì trên đây là những cái trao đổi qua của tôi. Thì bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi với nhau về vâng, ok ạ, mời quý vị ạ. Quý vị có thể comment ở dưới này thì chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi về những cái điều khúc mắc mà quý vị cần hỗ trợ, thì tôi sẽ sẵn sàng hỗ trợ quý vị. Thì thực sự mà nói là đợt giảm này thì nó cũng tương đối là mạnh đấy, tương đối mạnh đấy, đâu đó là so với đỉnh đâu nó giảm khoảng 10%, đúng không ạ? Đấy gọi là tương đối mạnh, chưa phải là rất mạnh. Và đặc biệt là giảm trong mấy phiên qua nó cứ cò cưa, đúng không ạ? Nó cứ lên xuống dập dìu và cuối cùng khiến nhà đầu tư vô cùng khó chịu, vô cùng khó chịu. Đặc biệt là các anh chị thích mua theo kiểu là mua đuổi, tức là thấy nó lên ào ào, cứ nghĩ là thị trường lên rồi và đuổi theo một lúc sau nó lại xuống, thì những người đó sẽ cực kỳ khó chịu. Và chính những cái phiên này nó sẽ sàng lọc những cái nhà đầu tư nào yếu, nhà đầu tư nào gọi là non kinh nghiệm thì về cơ bản sẽ dần dần thoát ra khỏi. Thậm chí bây giờ trên thị trường cũng đã xuất hiện rất nhiều những cái câu chửi thề, chửi thị trường rồi này kia. Và thậm chí còn nhiều nhà đầu tư mất sạch cái kết quả lợi nhuận từ đầu năm đến giờ mà chỉ giảm có 10%, trong khi thị trường từ đầu năm đến giờ tính cả cái phiên những phiên giảm 10% vẫn tăng đâu đó khoảng gần 20%. Rồi thậm chí rất nhiều nhà đầu tư còn lỗ nặng, thì đấy là do cái chiến lược đầu tư chưa hợp lý. Ok ạ. Vâng, nếu chọn một trong hai cổ phiếu OCB hay TPB ok hơn ạ? Thấy nhiều anh chị em cùng phân vân giống em. Thì về cơ bản như này, nếu đánh giá về tổng thể chung thì TPB nhỉnh hơn về khá nhiều mặt. Ví dụ như là về mặt công nghệ thì TPB cũng hơn này. Về về mặt nhận diện thương hiệu, rồi lợi thế cạnh tranh của TPB vẫn hơn này, CASA của TPB hơn này. Nhưng mà có một điều OCB hơn, có hai điều OCB hơn. Một là đó là cái tỷ lệ an toàn vốn của OCB cao hơn. Tiếp theo, cái thứ hai OCB nhỉnh hơn nữa, nhỉnh hơn một chút, đó là liên quan đến định giá của OCB rõ ràng là đang hấp dẫn hơn, đúng không ạ? PE và PB đều thấp hơn so với Tiên Phong Bank đâu đó khoảng độ gần 20%. Đó, thì hai ngân hàng này đặt lên bàn cân nếu mà chúng ta định đầu tư rất lâu dài thì AZFIN nghiêng về Tiên Phong Bank hơn một chút. Tuy vậy thì OCB cũng là một cái câu chuyện rất hay với cái định giá rất rẻ. Định giá rất rẻ của mình. Ok ạ. Vâng, mời các anh chị ạ. Vâng, NT2 xứng đáng tích sản không? Thì mã này mã rất ổn định, tích sản để ăn cổ tức là phù hợp ạ. Thì vùng giá quanh khoảng độ 18 đến 21 là chúng ta tích sản khá là ok. Thì cổ tức của NT2 năm 2021 này có thể là thấp hơn so với các năm trước, do năm nay lượng nước tốt, rồi là rất nhiều các nguồn điện cạnh tranh với điện khí, trong khi điện khí là cái loại điện mà có cái chi phí thuộc dạng cao nhất. Chính vì thế cho nên là năm nay lợi nhuận cổ tức của NT2 có thể thấp một chút. Tuy vậy thì chúng tôi cho rằng trong tương lai khi kinh tế phục hồi trở lại, nhu cầu điện tăng cao thì NT2 lại phát huy cái tác dụng của mình. Bên cạnh đó thì NT2 cũng chuẩn bị trả hết nợ, rồi khấu hao thì còn khoảng hơn 3 gần 4 năm nữa thì sẽ khấu hao xong. Thì đấy cũng là những cái điểm cộng của NT2. Và đặc biệt một cái điều rất đáng chú ý trong cái hoạt động kinh doanh của hoạt động sản xuất của NT2, đó là doanh nghiệp này có rõ ràng họ có được
có được cái máy móc công nghệ của châu Âu và dùng điện, dùng khí. Thế thành ra là cái việc là hỏng hóc này kia thì về cơ bản nó không quá nhiều. Thì cái tuổi thọ của cái nhà máy điện của NT2 nó rất cao, rất cao. Về cơ bản còn có vài năm nữa hết cấu hao thôi, nhưng mà NT2 hoàn toàn theo đánh giá chủ quan của tôi có thể hoạt động được 20 năm nữa, thậm chí dài hơn. Đó là một cái tuổi đời rất là cao. Vâng, Hòa Phát từ năm 2021 đến 2025 dự kiến như nào? Thì Hòa Phát thì AZFIN cho rằng là Hòa Phát vẫn là một trong những cổ phiếu top đầu về cái hiệu quả kinh doanh cũng như là cái vấn đề chúng ta cần phải tập trung cho tương lai. Thì Hòa Phát đang phát triển ngày càng sâu hơn cái chuỗi giá trị thép của mình. Mọi người lưu ý như thế nhé, phát triển sâu hơn cái chuỗi giá trị thép của mình. Đó là liên quan đến cái vấn đề, ví dụ như trước kia thì chỉ đơn thuần là xét xây dựng rồi đúng không ạ? Thì dần dần là thêm ống thép, tôn và thêm cả liên quan đến vấn đề gọi là bây giờ là HRC đúng không ạ? Này thép chất lượng cao và cái thép thì rất là khó làm đúng không ạ? Rồi là sắp tới thì đang xây dựng ba nhà máy sản xuất container và top mấy thế giới rất lớn. Rồi là họ này để tối ưu hóa được thì họ này đi mua một mỏ quặng sắt rồi. Thì cái mỏ quặng sắt thứ hai có quy mô to rất nhiều thì về cơ bản họ cũng đang, theo thông tin tôi được biết thì họ đang đàm phán và cũng chuẩn bị mua cái mỏ quặng tiếp theo nữa. Thì như vậy họ đang hoàn thiện cái chuỗi sản xuất của mình khép kín nhưng mà lại rất hiệu quả, với mỗi khâu đều tối ưu. Chính vì thế cho nên Hòa Phát về tương lai là phát triển vẫn sẽ rất tốt. Bên cạnh đó thì 2022 thì sẽ xây dựng cái nhà máy Dung Quất giai đoạn 2 với công suất rất lớn khoảng hơn 5 triệu tấn nữa. Thì trong đó chủ yếu là tập trung vào HRC là cái đối tượng thép đang thiếu ở Việt Nam. Đang thiếu ở Việt Nam. Thì nó sẽ mang lại cái hiệu quả trong tương lai của Hòa Phát sẽ rất ổn định và rất tốt. Bên cạnh đó thì lĩnh vực bất động sản thì cũng được hàng Hòa Phát đang chú trọng và đang tìm kiếm rất nhiều các cái địa phương, các cái khu đất để có thể phát triển cái bất động sản lâu dài. Thì chúng tôi đánh giá rằng là trong 5 năm tới Hòa Phát vẫn sẽ phát triển rất tốt. Việc của chúng ta rất đơn giản, đó là hãy tìm những cái thời điểm định giá cổ phiếu này rẻ mà chúng ta nhập vào thôi. Thì lúc đó chúng ta sẽ thu được những cái kết quả kinh doanh, kết quả trên đầu tư rất là cao. Vâng, dịch bệnh hoành hành thì ảnh hưởng như thế nào đến doanh nghiệp? Thực sự mà nói thì dịch bệnh diễn ra khá phức tạp, không phải khá nữa mà rất phức tạp. Đặc biệt là ở miền Nam, Sài Gòn, Đồng Nai và Bình Dương. Đấy lại là những cái rốn về kinh tế của Việt Nam. Rốn về kinh tế Việt Nam nó đóng góp trong GDP rất là cao. Rất là cao, các cái tỉnh ở cụm quanh đấy đâu đó họ đóng góp gần 50% gì, 40 mấy phần trăm GDP cả nước cơ. Rất cao. Trong khi dịch bệnh như vậy là rất phức tạp. Rất phức tạp và nó ảnh hưởng rất nhiều. Thực sự là Covid lần thứ tư này nó sẽ ảnh hưởng lớn hơn lần đầu rất nhiều. Lần đầu thì các doanh nghiệp về cơ bản vẫn còn những cái tích lũy từ trước đó, các doanh nghiệp nhỏ, nhưng mà lần thứ tư này khi diễn ra thì họ đã mất một cái năm qua đã chả làm ăn gì rồi. Thì bây giờ vừa mới hồi phục lóp ngóp, có một số doanh nghiệp bắt đầu lại đầu tư mở rộng, nhưng đầu tư lại gặp đúng Covid, thế là cuối cùng những doanh nghiệp yếu thì họ sẽ ra đi luôn, ra đi mãi mãi đó. Thì rất là nguy hiểm đối với những doanh nghiệp nhỏ như thế. Rồi là về công nhân thì mất việc đúng không ạ, đó, thu nhập thì giảm sút. Tuy vậy thì chúng ta cũng cần phải công bằng mà nói, trong cái Covid này không hẳn hoàn toàn là xấu. Nhờ Covid này mà việc ứng dụng công nghệ phát triển kinh doanh các thứ rất là lớn. Bên cạnh đó thì Việt Nam cũng thu hút được không ít các cái nguồn đầu tư từ các cái nước khác chảy ra đó. Và những cái doanh nghiệp niêm yết trên sàn chúng ta thấy rằng đều là những cái doanh nghiệp to, thì đặc biệt là những doanh nghiệp đầu ngành thì họ có cái tiềm lực tài chính rất mạnh, họ không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi Covid. Chúng ta chứng kiến rằng là những cái doanh nghiệp mà đã tăng nhiều từ trưởng lợi nhuận rất tốt, tăng trưởng thị phần rất cao, thì cái quý 3 này có thể ảnh hưởng rất mạnh đến kinh tế Việt Nam. GDP có thể không tăng trưởng đáng kể, tức là tăng trưởng thấp đấy. Nhưng mà có một điều rất thú vị, đó là cái thặng dư ngân sách 6 tháng đầu năm của chúng ta lên đến khoảng độ 80-90 nghìn tỷ. Rất lớn, tức là thặng dư ngân sách đâu đó khoảng mười mấy phần trăm cơ, 14-15%. Chính vì thế nó tạo cái dư địa cho chính phủ có thể đẩy mạnh đầu tư công trong cái quý 3, quý 4, đặc biệt là năm 2022.
để có thể vực dậy nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi Covid. Thì khi đó thực tế một cái điều mà chúng ta cũng không hề muốn, đó là thực tế là các cái doanh nghiệp lớn họ lại hưởng lợi nhiều hơn bởi mới cái môi trường lãi suất thấp như thế. Những doanh nghiệp nhỏ tất nhiên có được hưởng lợi, nhưng hưởng lợi lớn nhất lại là những doanh nghiệp lớn. Chính vì thế cho nên là chính những cái cổ phiếu ở trên sàn, những cổ phiếu hàng đầu ấy, nó sẽ tận dụng được cái lợi thế này và nó mở rộng quy mô, nó chiếm lĩnh thị phần của những cái ông nhỏ đã bị chết đi. Từ đó họ sẽ ngày càng mạnh hơn. Và đặc biệt là khi Covid xảy ra thì rõ ràng kinh tế khó khăn hơn, nhưng mà điều ngược lại lãi suất lại thấp. Thế thành ra hai cái yếu tố này về cơ bản là chúng ta cần phải xét cái yếu tố nào mạnh hơn thì nó sẽ theo chiều hướng đó. Bên cạnh đó thì tham khảo các nước trên thế giới có thể thấy rằng Covid xảy ra nhưng mà thị trường chứng khoán về cơ bản không ảnh hưởng quá nhiều. Thì như cái phân tích của tôi trình bày ở trên ấy, những doanh nghiệp lớn, những doanh nghiệp hàng đầu thì họ lại không ảnh hưởng nhiều. Bên cạnh đó lãi suất thấp thì định giá của thị trường chứng khoán nó sẽ tốt hơn. Đó. Thì đấy là những cái trao đổi của tôi. Tổng quan về thị trường 6 tháng cuối năm, về nghiêng về những ngành nào, banh, chứng, thép đã tăng trưởng nóng cho 6 tháng đầu năm thì có hấp dẫn cho 6 tháng tiếp theo không? Thực sự đây là một câu hỏi tổng thể và nó gọi là bao phủ toàn bộ, đúng không ạ? Thì tôi cho rằng 6 tháng đầu năm thì mọi thứ đang rất thuận lợi, đúng không ạ? 6 tháng cuối năm thì sẽ khó khăn hơn. Thì khả năng cao quý 3 thì kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn sẽ tăng trưởng khoảng 10% so với cùng kỳ. Tuy vậy sang quý 4 thì khả năng cao có thể là sẽ không tăng trưởng so với cùng kỳ 2020. Vì 2020 cái quý 4 là bắt đầu đã trở lại khá tốt. Đấy thì bức tranh chung của 6 tháng cuối năm là về cơ bản là nó cũng kém hơn so với đầu năm một chút. Tuy vậy so với cả năm 2020 thì chúng tôi cho rằng nó vẫn tốt hơn rất nhiều. Vì chính phủ còn cái dư địa đầu tư công rất lớn. Khi mà nền kinh tế yếu, các cái thành phần khác mà yếu thì chính phủ sẽ là cái nơi cứu cánh cuối cùng của nền kinh tế. Thì tôi kỳ vọng rằng sẽ nhìn thấy trong thời gian tới đó là các cái thông tin về đầu tư công sẽ được tung lên mặt báo sẽ rất nhiều. Rồi rất nhiều các thông tin liên quan đến các dự án triển khai và ngành nào hấp dẫn, đúng không? Thì về cơ bản trong đầu năm thì những cái ngành như là banh, chứng khoán, thép thì đã tăng trưởng rất mạnh. Thì nếu cuối năm mà đầu tư công đẩy đẩy mạnh thì ngành thép cũng sẽ lại là một ngành được nhắc đến tốt. Bên cạnh đó thì ngân hàng thì về cơ bản sẽ bị ảnh hưởng bởi cái việc giảm lãi suất. Tuy vậy về định giá ngành ngân hàng nói chung thì nó cũng không phải quá đắt, thì ngành ngân hàng vẫn có thể xem xét đến. Và đặc biệt là chúng tôi cho rằng đến cuối năm thì ngành bất động sản sẽ là một cái ngành tốt, bởi vì ngành này họ không bị ảnh hưởng quá nhiều đâu, lượng giao dịch có thể không quá lớn, nhưng mà cái giá trị bất động sản của họ tăng rất mạnh. Thế thành ra ngành bất động sản cũng là một ngành cần phải chú ý. Còn sau đại dịch thì ngành bán lẻ sẽ là một ngành được hướng tới. Đó, thì đấy là những cái ngành chúng ta cần phải xem xét và đánh giá. Vâng, bạn Minh Quang có trao đổi là CTG giảm 10 giá từ cuối tháng 6 vào vùng mua được chưa? Thì thực ra là vào vùng mua hay không thì nó phải xem định giá cổ phiếu, chứ chúng ta không xem nó giảm 10 giá hay 20 giá. Thì cổ phiếu Vietinbank này thì chúng tôi đánh giá ở mức hiện tại là cũng tương đối hấp dẫn. Còn về triển vọng rất lâu dài thì Vietinbank sẽ khó tăng trưởng nhanh, bởi vì đặc thù nó là một ngân hàng nhà nước với cái tỷ lệ an toàn vốn của nó khá thấp. Thế thành ra cái hạn mức tăng trưởng tín dụng của nó hàng năm sẽ không cao, trong khi lợi nhuận của các ngân hàng về cơ bản vẫn dựa vào tín dụng. Đấy, còn năm nay lợi nhuận nó tăng trưởng rất mạnh nhé, Vietinbank rất mạnh là nhờ việc những năm trước họ đã xử lý nợ xấu rất nhiều và năm nay được hòa nhập, cũng như là năm nay không bị rào cản nợ xấu. Thế thành ra là kết quả tăng trưởng rất mạnh. Còn về cái co của nó thì tăng trưởng không mạnh, bởi vì tăng trưởng tín dụng và các cái hoạt động liên quan của nó không nhiều. Đó thì đấy là cái trao đổi về Vietin. Còn nhìn chung lại giá này là tương đối hấp dẫn. Tuy nhiên như tôi vừa mới trao đổi đấy, thì cái việc giảm lãi cho các doanh nghiệp thì Vietinbank sẽ là như cùng với các ngân hàng nhà nước khác sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn so với các ngân hàng tư nhân. Đúng như Thu Hương có nhận định thì về ngành xuất khẩu cảng biển thì khá là tốt. Bất động sản thì tôi cũng đánh giá tốt rồi. Thì ngành xuất khẩu cảng biển thì khá là tốt, bởi vì bất chấp Covid thì Việt Nam vẫn có cái tăng trưởng rất tốt. 6 tháng đầu năm của chúng ta tăng trưởng xuất khẩu nhập khẩu lên đến 30%. Thì trong 6 tháng cuối năm chúng tôi cho rằng vẫn tăng trưởng mạnh. Tuy nó không đạt được cái mức 30% ý, nhưng chúng tôi cho rằng cái việc tăng trưởng xuất nhập khẩu của chúng ta vẫn có thể đạt được cái mức 15-20% trong 6 tháng cuối năm. Bởi vì về cơ bản Việt Nam đã đón nhận được cái dòng đầu tư từ nước ngoài trong mấy năm trước rất mạnh, và bây giờ là cái thời điểm mà những doanh nghiệp đã đi vào hoạt động.
thì khi đó nó sẽ thúc đẩy cái việc tăng trưởng xuất nhập khẩu rất lớn, rất lớn ạ. Vâng, ok ạ. Vâng, thì trên đây là những cái trao đổi của tôi với các quý vị về đánh giá qua một chút về thị trường. Thì chúc quý vị và các bạn phải thật tĩnh tâm và vững niềm tin để đầu tư được thành công và hiệu quả hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.